rồi giờ tất cả những cái dạng video tôi nhé nhé tôi đi cụ hi đâu năm cân cầu nhưng mà dây cầu lại ở nhà anh đi tận nhà cờ về nhà anh rồi nhạo ấy mới đi về lấy nhá dạ Quảng chắc đi cháu không biết đâu cháu quay bên này có thấy anh Quảng đâu Quảng đi với cái chú này to chú học taekwondo đi đâu chị biết đi nhạc rồi cụ đó bỏ gì hôm nay phải chẳng đi nhạc chú hiếm đi nhạc trưa nay anh của sắp đi nét nhưng mà nắng quá đéo muốn ra đéo đi đi xuống rồi ui đã bóng hay vậy hỏng rồi cu rồi bị tổ cắt lốt rồi bác cụ ôi rồi cụ nắng quay luôn nắng lắm chứ con cái kìa đâu kìa thấy rồi mà đi đâu rồi nhìn nắng thế bên nào xanh kìa cho mày lên nhá à chúng ta gì rồi mới mới lỏ của anh ấy mưa đấy sẽ ngồi lăn tí lên con nào đúng chưa kia nóng mày lắm tí chưa được quay phải lo thằng này không đi bơi không cơ chưa đi bơi đi bơi đâu nào lấy được xe rồi đi đủ 15 chả khó bơi cơ chả khó bơi xem một con này được không mày ok không đôi mới đó ra 2023 đẹp quyết nắng quá đủ mẹ nó lúc kia lúc 1:30 chú Quảng bảo anh đi chặt tre cơ về anh làm quả rim bát tháo 2 gương anh sẽ lên vành thôi anh lên vành ôi đang gì công an nó túng cổ lại nó phát cho ló anh chị này lên bông đấy này 600 bông đấy đẹp thì nó có gì bắt không anh cơ không lên bông đấy cũng được bắt gì ngu á cái này lên hoặc cái này này nó là cái
Phụ kiện xe nó bắt cái gì? Em thấy mấy thằng cu nó đổ đồ xong đi công an bắt. Nói. Đẹp chưa nổi nhưng mà giá 5 triệu. Mẹ văng 2 tháng gân tháng đường. Đẹp thuật nhưng mà đéo có tiền. Chứ nó dễ dễ. Một con nào tấm bằng 300 thôi. 300 đéo có đâu em ạ. Cương đô trên quả bồ nữa. Đi chợ đẹp. Vừa mới đi lên cao tốc ơi, ví cả công an chạy tới. Tóm ngay. Cương đéo chạy được công an. Cương mua mẹ con xe bố câu của hắn. Đi là cho nó chạy. Cương có phải nhập ngũ không Cương? Cương có phải nhập ngũ không? Có 2025. Nhập ngũ rồi à? Ừ, 2025. Làm thêm quả phuộc nữa nhỉ. Cứ lập máy ấy. Lập máy nhập ngũ đấy. Lớp mấy ơ? Ừ. 18 tuổi. Nhớ Cương bao tuổi nữa? 17. 17 tuổi đến 18 tuổi nhập ngũ đi. Có một năm nữa cơ mới nhập ngũ. Rồi, nơi mới đẹp này. Giảm sóc ơi. Phuộc sau giảm sóc là giảm sóc trước cũng phuộc sau. Đẹp phết. Gym bát. Năng nói số 35 con cầu nhỉ. Nói hình gym bát nó cái nam điệp này. Đồng hồ điện tử 600, đồng hồ điện tử 600. Gắn đồng hồ điện tử chả thể ra đâu. Gắn nữa là đẹp. Gấp DT10 cho Sirius rồi quay về. Cái này chắc chắn anh phải lên để ăn chắc thôi. 200. Cương làm tiên nhỉ. Cương mua xe chả có với Cương. Ừ. Nó còn đây nhỉ. Toilet gym pad chính hãng 995.000 đủ mẹ. Linh phải thì hết mẹ là hết mẹ nó tiên mẹ con đéo tiên hết mẹ nó 9 ngày lam con đéo 9 ngày lam quá là bình thường đi em ạ. Đã chơi phải chơi cho chót. 25 quả này nhỉ. Bị câu lén mà bị câu lắp vào xe quay nó đéo đẹp. Nó quả gì bát. Cương gọi không? Ừ? Cương tính trả góp mỗi tháng con xe bao tiền Cương? 18 triệu. Mỗi tháng có 2 triệu. Còn đóng trước là 5 hay 6 triệu gì đó. Hoặc là quả khoản này cũng được. Còn lấy 270 thôi. Tâm gì thôi. Ừ. Vừa thôi. Lấy để đẹp thôi mày có phải bắt buộc chính hãng đâu. Thêm bộ quay nháy 50. T15 nháy 4 bóng xi nhan là 101 hay sao ấy. Thay người vai cái ống vít ở trên xe. Ống vít titan. Giờ là đeo cái cướng ở đầu mới đi. Toàn ngồi ở dưới này một mình này. Hỏi chú Quảng cứ trả lời. Nói bộ nói này. Hơn 300. Không cái nói cũng được. 400. Cả nó là cả nguyên khuôn xe này luôn. Bằng ốc vịt bao gì. Bồi nó. Một vỉ 30 con có 25.000. Ủa cái nơi mới đẹp này. Nhìn đẹp nhỉ. Có mấy là nhìn đẹp. Không cái nơi này 11.000 có
một ốc titan G5 6 ly 15 7 màu gắn Oppo các loại xe Oppo mày. Anh lắp không lắp bồ. Gắn cái anh mới đi gửi xe mẹ bọn nó vặt hết. Bọn nó tháo hết rồi. Có mấy chục thôi nó cũng tháo. Đẹp quá nó tháo luôn. Thế không lắp cái xe kéo đẹp. Bọn nó đổ lên ấy. Kiểu nó tháo ra nhà với nó có xe điên ở đâu và xe điên của nó ấy. Anh mà thấy thằng nào địch mẹ anh mà có địch mẹ thằng nào tháo địch mẹ anh mà gặp được thì không nát đâu, phải nát đít. Ôi xe đấy, ghê ghê. Trên anh toàn dân chơi không cần đi trộm, cần đi hack thôi. Toàn đi hack ở quán rồi. Tôi nói chán quá. Anh trai anh có con xe đẹp phết này. Cũng đây này. Độ hơi bị lên nhiêu đô đó. Năm trước nên làm quả. Quả bị câu, quả đéo vậy. Địa câu. Địa câu, bị câu, không phải địa câu đâu. Trường đó thì sẽ quả một đống tiểu vũ trụ. Đây nơi. Đâu nhỉ? Hôm nào 2/9 thì bọn anh cùng về mà. Cùng về rồi. Độ đẹp phía đấy, hạ phụt rồi này, đây là hạ phụt rồi. Đây là quả DT200 thì sao? Nói mà công an nó mới dí bắt đấy cũng sướng ấy nhỉ. Còn lâu mới đuổi được. Anh lên máy 25 rồi, máy 54 rồi, đéo đuổi được đâu. Máy công an có 20. Thế nhưng mà anh đang đi một khúc cua đấy nhỉ. Đợi một đống nó chăn ở đó đứng ở đây nó bắn thuốc đô với anh phóng kéo về quê địt mẹ lùi lên nó chăn à nó rút mẹ sức khỏe tí đi làm cái chen này nhỉ à. Tí chưa đi làm chen này nhỉ ok không ở bên đây có mấy biệt rồi đừng làm chen ý sao thế ở bên ý nhiều mộ lắm nhiều mình càng đông mình càng ok chen hơn nhìn mẹ người ta nhìn vào người ta tưởng hai thân ảo đá nên nó xỉn người cái cua hơi bị nhiều đấy hơi nhiều người làm chen này rồi nóng quá đi mấy em mẹ ngồi ra nó không đi làm thì mẹ đi ra đời lũng thôi chứ mẹ như kiểu ngồi lo thiểu mệt vậy chờ mình đi bơi ghép nhỉ cơ nhỉ. Không muốn mua xe đâu. Dạ đây ra ngoài này xem có cửa hàng xe đâu thì mua. Em biết một chỗ ở cửa hàng xe đấy. Đâu? Cùng xe xe đấy. Tận đâu? Từ đây lên chỗ Lục Quân đấy. Anh biết đâu? Từ đây lên Lục Quân có tí mà xa. Em đi xe anh với khác đi. Anh đi chắc 15 phút. Lên nữa lấy xe. Nhưng có cửa hàng mà xem. Nhưng mà tôi không bán ô tô đâu, bán xe máy đâu. Cực
Cương lúc đó chuyển địa điểm khác đi, ngồi đây lúc chết nào em mới thoát. Mày nghĩ có địa điểm nào nữa không? Hả? Kiếm chỗ nào mệt mệt mà ngồi. Mấy giờ đấy cơ? Mấy giờ rồi? Anh biết. Đến hai đấy. Gần 4 giờ thôi. Gần quá gần. Sắp mạnh rồi. Là để học kinh vậy. Sáng qua mới đi học với kinh. Sáng mới đi học luôn mẹ gì? Trương sáng nay bọn kia lấy thi rồi mới học gì yếu chứ. Học thêm ngoài. Sáng nào, chiều nào, ngày tối đấy nào. Cứ ngày tối là con qua nhà thầy giáo dạy cho. Mệt rồi. Mẹ đi học buổi tối kinh vậy. Mẹ đi ăn xóm ta thề thôi. Nhà thôi đi xà. Đạp xe đạp với mệt vậy luôn. Cô ơi, hôm nào lãm của con Shiba Chi đi câu đây. Con nó đẹp đấy. Đời này nước rồi chỉ chuông bố em là rút rút tí. Em xuống em mua cái câu rú phi về. Cương cầm mối câu cá không Cương? Dạ. Đau rồi. Hả? Đau rồi. Đau. Cái hôm nay. Cô Cương ngồi đây nha. Gì đâu? Em đi lên trên này chơi đố. Ngồi đây tàu. Ảo. Cô đó chỉ em sọc nắng em chết đó. Trời lâu lắm nó không đi quay. Thớ nó ngồi đây lâu quá. Sọc nắng thì biết mẹ. Sọc toi. Nóng thật đi em ạ.
sao giờ nó mới gọi là xuống nắng cho nhỉ.
video tôi đến đây kết thúc nhé, chào tạm biệt anh em.